Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm qua tôi có đưa hai bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi lên Tây Bắc chơi. Bây giờ thì sau khi đã trả khách sạn lúc 11 giờ thì tôi dẫn hai bác ra sân bay. Nhưng mà trên đường ra sân bay á, thì trước khi bay về Hà Nội, trước khi bay về thành phố Hồ Chí Minh thì hai bác phải ăn thì mới về được. Nên là chúng tôi dẫn đến một cái nhà hàng ngay đối diện với cả sân bay nhà ga T2, rất gần. Đến đây để vừa ăn trưa, vừa nghỉ ngơi, rồi uống nước, đàm đạo những cái câu chuyện. Sau đó thì mới ra sân bay. Ở đây thì cái nhà hàng nó có một cái không gian rất là rộng lớn. Xe ô tô thì các bạn có thể để thoải mái được. Rất thoải mái ở trên sân. Và các món ăn ở đây thì đa dạng lắm. Từ cá trình, ba ba, chim, gà, các kiểu, các loại món. Và có các cái phòng ăn rất là riêng biệt. Phòng VIP có, phòng bình thường có, và kể cả những cái lầu như này có. Và ở đây mình có thể đi bộ, đi dạo không gian, rồi chụp ảnh. Có nhiều cái cây trái. Và có một cái khoảng không mà mình cảm thấy mình rất là thư thái trước khi lên sân bay, trước khi lên máy bay. Đặc biệt là các bác, các chú ở xa về được cái không gian này thì cũng rất là quý. Tôi thì tôi cảm thấy rất là thoải mái, và hai bác cũng cảm thấy rất là thích thú với cái không gian này. Để xe thuận tiện, quang cảnh thì yên tĩnh, sạch sẽ, và món ăn thì ngon, mình có thể chọn menu thoải mái. Một cái nhà hàng tên là Mạnh Hùng, nó cũng rộng đấy các quý vị, cũng khoảng 1 hecta đấy ạ. Và ở đây họ cũng chăm chút từng xíu một. Đây các bạn có thể có một cái khu B đây, là khu nhà hàng luôn. Có thể trong này có cái bàn VIP, cái phòng VIP ăn ở đây. Nghỉ ngơi thư thái, uống nước, cà phê trước khi lên sân, lên máy bay. Có thể là trước khi máy bay bay ra nước ngoài, hay là trước khi về thành phố Hồ Chí Minh hay đi các tỉnh khác, thì chúng ta nghỉ dưỡng hay là ăn uống ở đây cũng là một cái điều mà tôi thấy nó không bị vội vã. Đây là cái địa điểm khá tốt cho những người hay di chuyển, đặc biệt là khu vực Nội Bài. Ở đây là khế đấy các bạn. Đây có cây khế này. Quê hương là trùng khế ngọt đấy, thưa quý vị và các bạn. Tôi sẽ kiếm một quả khế chín để ăn. Nhiều quả luôn, rất nhiều quả. Rất nhiều quả. Tôi sẽ xin một quả, hái một quả để ăn nhá. Đây, hai quả đi. Đây, tôi xin nhà hàng hai quả, hai quả khế chín để ăn. Ở cái không gian này nhìn bắt mắt đó các bạn, rộng rãi, và ăn uống nói chuyện trò ở ngoài này thật sự là thiên nhiên, như ở quê vậy. Một không gian rất rộng và nhiều khu liên hợp với nhau, nối với nhau. Thưa quý vị và các bạn, và xe ô tô của tôi để kia. Đó, cái lầu này tôi cũng không ngồi, cái lầu kia có thể ngồi được vài 20 người. Đây có một cái hòn Non Bộ cũng khá đẹp. Và khu đất rất là yên tĩnh và rộng rãi. Trước khi lên sân bay, chúng ta có thể nghỉ ngơi ăn trưa ở đây. Chứ chúng ta không nên ăn ở trong Hà Nội. Ăn trong Hà Nội xong là mình đi rồi nó kẹt xe, nó tắc đường, rồi nó vội vã. Mà mình có thể check in ở trên online rồi, sau đó mình ra đây mình nghỉ ngơi thư thái, xong mình đi qua bên kia sân bay là xong. Đó, chơi. Nhất là có các bạn nhỏ, các bạn trẻ em ở đây thì cũng thích. Đó, và đây có những cái nơi mà để ngồi nghỉ thư thái, nói chuyện, uống trà, đúng không ạ? Đây, hai bác thì chúng tôi chọn một cái lầu này để ngồi. Để ngồi, và tí nữa chúng tôi sẽ ăn trưa và uống trà ở đây để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Hai bác sẽ đi lên máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Và rõ ràng là tôi thấy một cái không gian này rất là hợp với các bác lớn tuổi ở đây. Và tôi thấy là thiên nhiên dần cũng thiên nhiên lắm. Nếu mà các bác anh, các chị, các cô chú ở Việt Kiều mà về đây thì được hưởng những cái không gian như này thì rất là tốt. Và bạn là một bạn phục vụ rất là ngoan, em gái rất là ngoan. Đó. Đây là nhà hàng gì em? Tên nhà em nhà hàng Mạnh Hùng. Nhà hàng Mạnh Hùng đúng không? Em quê ở Yên Bái à? Dạ vâng, quê ở Yên
Ồ, ở chỗ nào Yên Bái đấy? Văn Yên ạ. À, Văn Yên, Văn Chấn đấy hả? Anh vừa Văn Chấn về này. Dạ, anh vừa chạm chạm tấu về này. Tấu wow, nghe yeah. Không biết. Đó, các bạn có thể đến đây câu. Các em đi sẽ phục vụ. Con làm sao đi vào trong được? À, các bác rất thích những cái không gian như này. Tí nữa chúng tôi sẽ ăn trưa ở đây. Và ăn trưa xong thì chúng tôi nghỉ ngơi uống trà ở đây rồi à, chúng tôi mới ra sân bay để về thành phố Hồ Chí Minh. À, em gái cho anh xin một cái phích nước nữa nhá. Cái phích nóng nhá. Ừ, ok. Đó là một cái một chút cái quang cảnh của cái không gian, của cái nơi mà chúng tôi trước khi ra sân bay về. Ra Hòn Non Bộ rất đẹp anh, rất đẹp. Đó, quý vị và các bạn mà đến nơi này thì nên qua đây hoặc là liên hệ với tôi, Minh Tiến sẽ dẫn các bạn đi thư thái. À, cảm ơn anh. Về thành phố Hồ Chí Minh thì thường thường là nghỉ đợi trưa đây. Đúng rồi. Hoặc là từ trên Yên Bái biết về đây thì ghé vào đây ăn một. Tức là đằng nào các bác cũng trả phòng khách sạn trước 12 giờ thì 11 giờ mình trả xong mình ra đây là mình ăn trưa là vừa mà nó không bị mệt mỏi về đường xá. Ràng buộc đồ ràng buộc gì hết. Mà chứ, thư thái đúng không? Chứ bây giờ nhá, ăn ở giấy xong thì là vội rồi. Đến giờ rồi. Ủa, đến giờ thôi, đều, gần đến giờ rồi phải đi lên. Cái đấy rất là vội nhưng mà món ăn ở đấy nó không vừa đắt. Là quên đấy. Mà nó không ngon, nó thư thái ở đây thôi. Hồi xưa là đây này, Dung Hà trên này, lần nào thằng Việt cũng thế, thằng Việt bay 5 giờ. Đó, đấy một vài một cái không gian như vậy. À, hy vọng là nó mang một chút cái thông tin bổ ích cho quý vị và các bạn. Ở đây có nhiều cây cảnh quý lắm các bạn. À, xin chào tạm biệt và tôi sẽ mang lại nhiều những cái thông tin du lịch bổ ích hơn cho quý kiều bào của chúng ta hoặc là các quý vị ở các tỉnh khác đến với Hà Nội. À, xin thông tin với một chút cho các bạn là các bạn có thể đi ra sân bay Nội Bài bằng xe buýt số 86 từ khu phố cổ Hà Nội hay là từ nhà hát lớn hoặc là từ sân bay về cũng vậy, đi tuyến 86, giá vé chỉ 35.000 đồng một lượt thôi. Khế chín đấy anh này. Em vào đây tí nhỉ. Nó bảo vào làm gì?